Em xe Mitsubishi Grandis đến từ thương hiệu nhà nước Ozawa Osaki Ozawa Omai gì đó anh chị ha. Nói chung là xe này chạy sướng anh chị. Nhìn chiếc xe này gợi nhớ lên bên Nhật Bản liền ha. Logo Mitsubishi chạy rất là bền, phơm dáng đẹp anh chị nha. Màu đen rất là mạnh mẽ, cá tính ha. Đi rất là năng động nha. Bảy chỗ ngồi gầm cao, máy hốn tự động nữa. Số tự động chạy cực kỳ sướng và chiếc xe còn rất là đẹp mà chỉ có hơn 200 thôi. ABS túi khí 2 dàn lạnh, số tự động chạy sướng, dòng này máy mới rồi, 2.8, 2.9 máy mới rồi. Anh em nhìn cái vô lăng này đi không nổi luôn. Số tự động màn Android luôn, nút bấm rất là nhiều luôn nè. Rất là nhiều tính năng thông minh trên xe, tem bọng bát cửa bản lề cùng mới tin nè. Xe về đi thôi anh chị nha. Bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Bốn vỏ mới, vỏ Michelin mâm đẹp luôn. Dòng này anh em mình mua về chạy rất là hay, rất là đẹp, chạy bền. Chỉ có hơn 200 mà. Bằng với xe số sàn Innova thôi, cùng đời ha. Innova G 2.9 cùng đời bây giờ đã bán nhiêu rồi? 270-280 rồi. Xe này để cho anh em mình 295 triệu. Còn giảm còn bớt, có cho nợ, có bán thiếu, có giao lưu, có bù trừ hợp lý nha. À, anh em quan tâm nhắc máy alo em Thịnh mình 0866-678-971 0834-33-3371. Thịnh Bến Tre có nhiều xe đợi anh chị em mình nha.